xuất hiện hot girl ảnh căn cước công dân xinh xuất sắc đến lời nguyền cũng bỏ tay. Dàn sao đồng cảm quan điểm, khán giả không nuôi nghệ sĩ. Anh chàng xe ôm dọn từng đống đất bị văng vãi khắp đường. Bà Phương Hằng bên vực một mình Thủy Tiên. Nhân viên xét nghiệm Covid-19 kiệt sức, nhiều ngày làm việc 12 tiếng.